mình có cái hẹn đi tái khám, khám bầu. Thì hôm nay cũng là cái ngày mà mình sẽ đi làm, mình sẽ nhận được cái dịch vụ massage trước khi sinh đó mọi người. Sanson massage cho mọi người. Thì cái gói Sanson, cái dịch vụ này là mình mua chung với cái gói mà chăm sóc sản phụ sau khi sinh ở tại cái bệnh viện mà mình đi khám bữa giờ này mọi người. Cái gói này á mình mua hồi lúc mình cũng nói với mọi người là mình mua bao nhiêu nhỉ, mình mua 3,2 triệu thì phải. Thì nó sẽ có hai lần massage trước khi sinh và một lần massage sau khi sinh. Nếu như mà mình có nhu cầu thì mình có thể mua thêm mấy cái gói khác, nhưng mà nó cũng hơi chát, giá cũng hơi chát. Hôm qua mình vừa mới nhận được tin nhắn thì nói chung là cái gói mà rẻ nhất á cũng là 1,5 triệu một gói á mọi người. Mà cái giá 1,5 triệu một gói này á là mình phải mua trước khi mà mình đi massage hôm nay nè mọi người. Nên là mình nghĩ là cũng không có đáng để mình phải xài tiền nhiều như vậy á. Nên là hôm nay mình cũng lấy theo lịch mà mình đã đặt trước. Rồi sẵn nếu mà được thì mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem. Mình mong là có thể quay lại được. Tại vì lịch đặt chỉ có một á mọi người. Một sản phụ với lại một người cung cấp dịch vụ thôi. Cho nên là mình nghĩ là có thể quay lại được. Bây giờ thì mình phải đi thôi. Tại vì 12 giờ là mình có cái hẹn với bác sĩ. Người với mình nha. Mấy nay ở Hàn Quốc thì nó xuống lạnh, nhiệt độ lạnh khủng khiếp luôn mọi người. Âm mười mấy tới âm hai mấy, nhiệt độ cảm nhận là âm hai mấy độ mọi người. Rồi, cho nên là bữa giờ mình cũng không có đi tập lái xe luôn. Tại vì lạnh quá đó, lười ra khỏi giường. Chỉ có đi khám thai thì mới phải ráng mà đi thôi, chứ không thể nào không đi được. Wow. Thang máy mới được bảo hành cho nên là đi rất êm và đi rất nhanh. Mọi người thấy nắng to đây. Nắng to vậy đó, nhưng mà lạnh. Mình đang để tay không để bấm máy quay cho mọi người. Xíu nữa mình phải đeo vào tay lại liền, chứ lạnh lắm, chịu không nổi. Giờ thì mình ra bắt xe buýt đi tới bệnh viện thôi. Rất may thì em bé đã chịu quay đầu rồi mọi người. 2 tuần trước em bé vẫn chưa chịu quay đầu. Và bác sĩ bảo là nếu mà tuần này em bé chưa chịu quay đầu thì phải định ngày để mổ mọi người. Để mổ á. May quá em bé đã chịu quay đầu. Bây giờ thì phải đi ăn cái gì đó. Cái lịch mà massage của mình là 4 giờ luôn. Cho nên là chắc mình nghĩ mình sẽ ở vòng vòng ở gần đây. Chứ đi về nhà thì nó lại mệt quá. Mọi người đi ăn với mình nha. Mình đã massage xong rồi nè mọi người, đã lắm. Đúng là massage xong là không có đau nữa. Và đây là cái gì ta? Có tiền là cái mình nó không có đau. Bạn nào mà có điều kiện mua thêm mấy cái, mua thêm cái gói dịch vụ massage để mua thêm cái gói dịch vụ massage để mà mình được khuyến mãi 20%. Nếu mà bạn chơi cái bệnh viện mà bạn
đang đi khám thai á, nó có dịch vụ đó. Còn không thì bạn có thể tìm kiếm những cái dịch vụ massage sau sinh á, trước và sau sinh á, ở những cái cơ sở massage khác cũng được, tùy theo cái chỗ đó nó có nhận cái gì ta, tiền hỗ trợ của nhà nước không nha. Nói chung đảo á. Còn bây giờ thì mình với anh xã đi ăn nhẹ cái gì đó xong rồi là đi coi phim Aquaman. Lạnh quá. Bây giờ là mấy giờ thôi chưa 6 giờ nhưng mà là cũng tối rồi, giờ lạnh hơn rồi. Bây giờ thì tụi mình đang đi bộ tới Starbucks để mua nước trước, xong rồi mới đi ăn, rồi mới quay lại quay hay là đặt chiếu phim. Tụi mình mua vé trước rồi. Tụi mình mua vé trước thôi. Vé lúc 6:30. Lạnh quá mọi người. Mình đang cầm tay không để quay cho nó dễ dàng hơn đó mọi người. Không biết mọi người có nghe tiếng của mình không? Mình uống một cái khăn, đeo một cái khẩu trang nữa. Mong là mọi người có thể nghe được. Cheers. Nó cứ đang cho con rồi. Ăn được thôi chứ không ngon. Mình mà không nào. Chứ đó chứ mình đang không có. Ok. Mình đó. Ăn được không? Nhưng mà cần. Giờ gọi thế bộ đó. Tao chưa được chứ. Tao đã lên, 내가 되는 시간. Opa hết bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.